Chào các bạn, thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đan một cái chiếc túi ngủ cho size bé 1/8 nha các bạn nha. Thì mình cần là một cái cuộn len cô tông sợi 2 ly và kim đan là kim đan số 3 nha mọi người. Cái này mình làm cho size 1/8 nha. Thì đầu tiên mình bắt lên, mình bắt 42 mũi. Mình bắt 42 mũi nha mọi người. Cái này đang dễ lắm, các bạn chỉ cần biết đi mũi lên mũi xuống là các bạn làm được thôi. 2 3 2 nè. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Rồi, mình đã đan được, mình đã bắt được 42 mũi. Và tại hàng thứ hai mình đi mũi xuống, mình đi mũi xuống hết cái hàng thứ hai nha mọi người nha. Cái này mình gọi là hàng thứ nhất nha, mình nói lộn á, hàng bắt mũi là mình không tính, mình tính hàng này, hàng thứ nhất là mình đi mũi xuống. Mình đi hết 42 mũi xuống như thế này. Và mình đã đan được 42 mũi xuống như thế này. Và mình tiếp tục, mình quay qua bên đây, mình đan mũi lên. Rồi, mình đã đan xong được cái hàng thứ hai. Thì ở đây là nó có được 2 mũi lên. Thì các bạn đi, cứ đi tiếp theo cho đến mũi lên thứ 21 nha các bạn nha. Các bạn cứ đan tiếp tiếp cho nó dài ra tới mũi thứ 21 các bạn ngừng lại. Thì mình đã đan tới hàng thứ 21 thì được như thế này. 22, 23, 24. Thì tiếp đến tới hàng thứ 23 và hàng thứ 21, 22, 23, 24 mình sẽ đan như sau. Mũi đầu tiên mình không có đan nha. Mình đan một mũi lên, một mũi xuống. Một mũi lên, một mũi xuống. Hàng thứ 22 nha.
Mình cứ đi một mũi lên, một mũi xuống, cho đến khi hết hàng. Thì mình được cái hàng như thế này. Các bạn nhớ coi từng lộn nha. Nó cứ một mũi lên và một mũi xuống. Có khi ơi mình đi lộn hai mũi lên hoặc hai mũi xuống, lộn hai mũi xuống liên tục á. Rồi, mình đi xong hàng thứ 22 và mình quay qua lại tiếp tục đi hàng thứ 23. Thì mũi đầu tiên mình sẽ không đan, thì cứ đến nếu như cái mũi thứ hai là mũi lên, thì cái mũi thứ hai nè trước đó là mũi lên thì mình đi ngược lại là mũi xuống. Nếu mình đi gặp mũi lên làm lên thì mình đi xuyên ngược lại là mũi xuống. Còn nếu như mình đi gặp mũi đầu mũi tiếp theo là mũi xuống thì mình đi mũi lên nha mọi người nha. Nè, mũi này là mũi xuống nè. Trước đó mũi này là mũi xuống thì bây giờ mình sẽ đi là mũi lên. Rồi. Mũi này là mũi lên. Mũi này là mũi lên thì mình sẽ đi ngược lại là mũi xuống. Mình cứ đi như vậy đến khi hết hàng. Mũi này là mũi xuống rồi các bạn thấy không? Thì mình sẽ đi hàng này mình sẽ đi mũi lên. Còn mũi ở trước là mũi mũi lên. Thì mình sẽ đi ngược lại là mũi xuống. Đó, mình cứ đi như vậy. Như trong đan móc người ta gọi là đan hạt bắp hạt gạo gì hay sao? Nói chung là mình không có rành đan móc nha, mình không có rành đan, nhưng mà mình làm, mình hướng dẫn đây theo cái kinh nghiệm của mình, theo cái những gì mà mình làm được, mình diễn tả đơn giản nhất cho các bạn dễ hiểu. Rồi mình cứ đi như thế đến khi hết hàng. Rồi tiếp đến cuối cùng là mình sẽ kết mũi đan, kết thúc mũi đan. Thì đối với mình không kết thúc mũi đan bằng hai kim đan, mà mình kết thúc mũi đan bằng kim móc. Thì mình sẽ làm như sau, vì mình kết thúc bằng kim móc nó nhanh hơn. Mình móc cây kim móc ở đây, chỉ mình để phía trước, chỉ mình để phía sau, và mình móc lên, và móc lên qua là mình đã được một mũi rồi nè, hai mũi nè. Các bạn cứ móc lên vô, lấy kim bên tay trái ra và các bạn móc vô. Rồi tiếp theo các bạn đâm kim móc qua một chân và bạn rút kim bên tay trái ra và móc qua kim móc bên tay phải, đâm vô và rút kim bên tay trái ra và mình móc. Thế là mình đã được rút được, mình đã kết được một cái 1 2 3 4 5 cái mũi như thế này rồi nha. Và cứ như thế các bạn làm đến khi hết hàng.
Mình đã đi xong cái được thì mình sẽ được như thế này. Mình sẽ cắt chỉ. Và mình sẽ giấu cái sợi đi nha các bạn nha, giấu sợi vô phía trong đây. Rồi tiếp đến cái này là phần này là mình làm cái nón nha, làm cái nón trước. Thì tiếp theo thì mình sẽ để như thế này. Mình sẽ gấp lại. Cái này là để phía trước, cái này phía sau nè. Mình sẽ khâu phía sau đây. Mình sẽ khâu lại với nhau. Mình sử dụng kim. Rồi mình sẽ khâu lại với nhau. Cách mình khâu như sau. Mình sẽ lấy một cái sợi chỉ bên đây và một cái sợi chỉ đầu bên đây, mình đâm qua đó. Và chỉ thì mình sẽ bắt như thế này nha. Và tiếp tục mình sẽ lấy kim đâm từ phía trước ra phía sau. Mình cứ làm như vậy đến khi hết hàng. Rồi mình khâu, các bạn làm khâu theo cái cách của mình á thì cái mũi khâu nó sẽ đẹp hơn nha mọi người nha. Khâu, mũi khâu này là mũi khâu cuối cùng đó, thì các bạn thấy mình khâu rất là đẹp luôn, không có, mình nhìn không có như mà nó cộm lên gì hết á, nó rất là êm. Rồi mình sẽ kết hàng, kết mình sẽ giấu len, giấu cái sợi len này đi. Mình lộn lại phía mặt phải đó thì nó sẽ ra một cái hàng mũi như thế này, rất là đẹp luôn mọi người thấy không. Rồi mình sẽ được một cái mũi như thế này. Tiếp đến mình sẽ móc cái phần thân cho cái túi ngủ đó, nó dài ra đây. Thì mình sẽ nó như thế này thì nó sẽ có hai bên đây, một bên và hai bên. Thì mình sẽ giảm mũi, nghĩa là mình không móc, mình không đan mỗi chân đan là một mũi mà mình sẽ giảm, thì còn trong khoảng này là vậy mình giảm còn 8 mũi thôi. Bên đây 8 mũi và bên đây 8 mũi nha. Thì mình sẽ móc lên. Mình sẽ bắt đầu mình lấy mũi nha các bạn nha. Rồi. Một mũi. Hai mũi. Các bạn ở đây nè, nó có hai cái chân mũi như thế này, thì các bạn lấy cái chân mũi ở phía sau đây nha, ở phía đây nè, chân ở đây, còn cái chân ở phía trước ngay đây mình không lấy nha.
mình sẽ lấy một mũi, mình bỏ một mũi, mình lấy một mũi, 2 3 rồi 4 5 6, à cái này được có 7 thôi, 7 và một mũi trên đây là 8. Mình được 8 mũi như thế này. Và qua bên đây mình cũng lấy 8 mũi y chang như vậy luôn. Mình móc ở phía cái chân phía trong. Mình đan chứ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, năm, sáu, bảy, tám. Thì cách một chân mình đi một chân, nhưng mà nó sẽ chỉ được có là 7 thôi, là mình thêm một cái chân nữa gần sát sát nhau đó là nó sẽ lên là 8 nha. Thì tổng cái khúc này là mình sẽ được là 16 mũi. Thì tiếp đến mình móc thêm 5 mũi nữa. Mình sẽ lấy thêm 5 mũi. 5 mũi đan. 1, 2, 3 rồi 4 5 rồi. Mình quay lại đây. Mình đan mũi xuống. Nhưng ba mũi đan đầu tiên mình sẽ đan mũi lên. Các bạn nè, mấy bạn nhìn theo mình nha. Đây, cái chỉ đan đây mình để ra phía sau. Ba mũi đầu tiên mình sẽ đan mũi lên. Một, hai, ba. Rồi, tất cả các mũi còn lại mình sẽ đan mũi xuống. Cái dây này là hồi nãy cái dây mà mình bắt mũi nó dư nè. Bây giờ mình sẽ giấu, mình giấu nó luôn. Cho để nó vướng víu quá. Nó lộn xộn quá. Rồi tiếp đến hàng thứ hai, hàng thứ ba chứ, nãy mình lấy mũi là một hàng, thì tới mới đi qua một hàng nữa là hàng thứ hai, hàng thứ ba. Hàng thứ ba mình sẽ tăng mũi, mình sẽ tăng tại 4 điểm. Thì cái nón này, chỗ đây là mình cho chỗ này là chính giữa đúng không? Thì mình sẽ tăng 2 điểm bên đây, 2 điểm bên đây và 2 điểm bên đây, mình sẽ chia đều ra mình tăng. Mình nhắm đều đều ra mình tăng nha. Thì mũi đầu tiên mình sẽ không đan, mình lấy ra, mình đan mũi thứ hai, thứ ba và mũi thứ tư mình sẽ tăng mũi, mình sẽ tăng cách như sau.
mình sẽ đâm kim xuống tại chân, cái chân đan chỗ này nè. Mình sẽ đâm, thay vì mình sẽ đan vô đây nha, mình không đan, mình sẽ đâm kim vô đây và mình móc lên là mình đã được một mũi đan. Và tiếp đến mình cũng đan qua cái chân bên này, đó là mình đã tăng được một mũi. Tiếp tục hàng này, trong mũi chân đan này mình khẩy một mũi qua, và tại cái chân đan tiếp theo, tại cái mũi đan tiếp theo, mình sẽ đâm kim vô cái chân dưới đây và mình khẩy lên một mũi. Và tiếp đến tại cái mũi này là tăng nha, mình đã khẩy lên được một mũi tăng. Và tiếp đến mình khẩy lên là mình đã tăng được hai mũi chỗ này và chỗ này đó. Rồi tiếp tục mình đang 1 2 3 4. Rồi tiếp tục mũi thứ năm này mình sẽ tăng, mình sẽ đâm kim xuống cái chỗ đó, cái chân đây, và mình khẩy lên một mũi. Và tiếp tục cái mũi đan này mình khẩy lên một mũi nữa là mình đã tăng được một mũi, tăng được mũi thứ ba. Tiếp tục qua đây một mũi đan, và mũi thứ hai này mình sẽ tăng một mũi, mình sẽ tăng một mũi ngay chỗ đây đó, các bạn thấy không, mình tăng một mũi chỗ này và mình sẽ đan lên đây. Thế là mình đã tăng xong 4 mũi rồi nha, tăng xong 4 mũi ở 4 điểm nè, 1 2 3 4 đó, là hàng thứ ba mình đã tăng xong 4 mũi. Và các mũi đan còn lại mình móc mũi lên, mình đan mũi lên. Hôm nay là mới sắm được cái chân để điện thoại để quay nè, nên nhìn nó rõ hơn nha các bạn nha. Nói chung là mình cũng chịu đầu tư lắm để về nhìn đan cho các bạn thấy nó rõ hơn nè. Ê cha, cái này của mình rồi. Mình quay lại tới hàng thứ tư thì ba mình chừa cái khuy. Hàng thứ tư này là mình sẽ chừa cái khuy áo. Thì mình sẽ móc vào đây một mũi đan, mình mũi đan đầu tiên mình không đan, mình sẽ quấn qua đây một, mình bắt qua đây một mũi, và cái mũi bên đây mình sẽ giảm qua đây thành một. Hai cái mũi này nè, mình sẽ bắt chỉ qua đây thành một. Mắc cái gì mà cứng vậy ta? Đó, các bạn thấy không, mình mới vừa bớt một cái mũi đan á. Và trên đây thì cái mũi đan bên đây thì mình sẽ thêm, mình mới vừa bớt một cái mũi đan trên đây, ở dưới đây thì ở trên hàng tiếp theo mình sẽ thêm một mũi đan, thì mình sẽ bắt một mũi để lát hồi mình chừa ra, để mình làm như vậy để lát nữa nó có một cái lỗ để mình làm cái khuy. Và mình đan bình thường, mình đan mũi lên cái này hả, mình đang mũi lên đó, thì lát hồi nó sẽ có một cái lỗ chỗ này. Rồi tiếp tục là mình đã được 3 mũi rồi nha các bạn, 1 2 3. Thì tiếp tục tại mũi chân mũi tiếp theo là mình sẽ đan mũi xuống cho đến khi hết hàng. Không biết các bạn thấy không, để mình làm lại cho các bạn xem nha. Mình bắt cái mũi khuy lại cho các bạn xem.
Thì đến hàng thứ tư thì nó sẽ như thế này đúng không các bạn? Đây là hàng thứ tư mà mình đã đan xong. Thì bắt đầu, ủa hàng thứ ba, đây là hàng thứ ba mình đã đan xong. Thì tiếp tục hàng thứ tư mình sẽ làm như sau. Mình sẽ bắt kim sang cái kim qua bên đây một mũi, là mũi đầu tiên mình không đan. Tức là ba ba cái mũi này, ba cái mũi đầu tiên là mình sẽ đi mũi mũi lên, nhưng mà do chỗ này mình chùa khuy nên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau. Thì cái hàng thứ tư này mình sẽ chùa khuy, thì qua cái mũi mũi thứ nhất mình sẽ không đan, mình bỏ qua kim bên đây, và mũi thứ hai mình sẽ giảm cho nó thành mũi thứ hai qua mũi thứ ba thành một mũi, thành một mũi đan một cái chân á. Thì mình sẽ nè, kim bên đây đây mình móc qua đây, mình đan qua đây và mình khẩy cái mũi, mình đúc, mình bỏ kim vô trong cái chân đan thứ, cái mũi đan thứ hai, và mình khẩy cái mũi đan thứ ba qua, mình sẽ khẩy cái mũi đan thứ ba qua mũi đan thứ hai. Nó khó quá, mình lấy kim mình móc vào cho nhanh. Vì mình chưa có phải là cái dân đan chuyên nghiệp nên mình cũng hơi 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 lủng củng trong cái đoạn này, nên các bạn thông cảm nha. Đó, các bạn đẩy nó qua. Sắp được rồi. Khổ tâm ghê. Đây nè. Đó. Rồi mình đẩy kim bên tay trái ra là mình sẽ được một cái mũi giảm. Rồi mình bỏ cái kim này vô trong đây lại. Rồi. Thì mình đã giảm được một cái mũi ở dưới đây. Thì bây giờ ở phía trên mình cũng sẽ tăng lại một mũi, mình sẽ thêm một mũi và mình sẽ bắt một mũi đan. Mình bắt một mũi đan nha mọi người nha. Rồi tiếp tục. Cái mũi đan thứ ba này là mình đã được hai mũi, mình tính là mình được hai mũi đan rồi nha, 1 2, và mũi đan thứ ba này mình sẽ đan mũi lên. Rồi. Thế là mình đã được một cái lỗ như thế này. Để lát hồi á mình sẽ kết nút và mình sẽ bỏ cái nút đó qua bên đây để mình gài lại á. Rồi tiếp tục hàng, rồi tiếp tục mũi thứ tư mình sẽ đan mũi xuống cho đến khi mình đan đến khi hết hàng luôn nha mọi người nha. Mình đan mũi xuống cho đến khi hết hàng luôn. Thì yêu cầu mà các bạn học đan của mình thì các bạn phải biết trước đan cơ căn bản nha mọi người nha. Ít nhất là đan được mũi lên và mũi xuống thì mới học được nha các bạn. Rồi mình đã đan xong hàng thứ tư. Rồi tiếp tục hàng thứ năm. Mình sẽ tăng mũi luôn. Mình sẽ tăng 4 mũi nữa. Thì cái mũi đan đầu tiên mình sẽ không đan. Cái mũi đầu tiên mình sẽ không đan. Mình đan tiếp. 1 2 3. Và tại đây mình sẽ tăng một mũi đan. 1 2 3 4. Mình đã được 4 cái mũi đan rồi, thì tại mũi thứ năm mình sẽ tăng một mũi đan. Và tiếp tục đan trên đây. Rồi 1
2. Và tại đây mình cũng tăng. Mình tăng nè, một mũi tăng rồi nha. Đang bình thường 1 2 và tiếp tục một mũi tăng tại chỗ này. Tại chân thứ ba nè. Và mình đi bình thường. 1 2 3 4 5 6 7. Tới đây mình sẽ tăng một mũi. Nè, mình sẽ tăng một mũi tại đây. Rồi tiếp đến. 1 2 và mình sẽ tăng tại cái mũi thứ ba. Và những cái mũi đang còn lại mình đang mũi lên cho đến hết hàng. Ba cái chân móc cuối cùng mình cũng đang mũi lên luôn. Thì mình sẽ được như thế này. Và mình quay lại đây. Hàng thứ 6. Đúng không ta? 1, 2, 3, 4. 1. Tại hàng thứ 6. 3 mũi đầu tiên. 3 mũi đan. Mũi đan thứ nhất mình không đan, mình lấy ra. Mũi đan thứ hai và mũi đan thứ ba là mình sẽ đan mũi lên. Một mũi lên, hai mũi lên nè. Đó. Và mũi thứ tư mình sẽ đan mũi xuống. Cho đến khi hết hàng thứ tư. Ủa thầy. Mũi thứ tư mình sẽ đan mũi xuống, mũi thứ năm, thứ sáu, bảy đó mình sẽ đan hết. Cái hàng thứ sáu này là mũi xuống nha các bạn. Mình nghĩ là cái video đang cái túi ngủ này là mình làm là các bạn sẽ làm được đó. Bởi vì mình làm rất là chậm. Và quay cái này cũng khá rõ nữa. Chắc hầu như các bạn ai cũng sẽ đan được thôi. Mình đang đi là hàng thứ 6 nha các bạn nha. Rồi mình đã hết hàng. Tiếp tục đến hàng đan thứ 7. Mình cũng sẽ tăng 4 mũi luôn nha các bạn. Tại 4 điểm luôn. Chân móc đầu tiên mình sẽ không đan. Mình đi 1. Tiếp được 2 3 4 5. Tại cái chân thứ 6 chỗ này, mình sẽ đan, mình sẽ tăng 1 mũi ngay chỗ đây. Đó. Và mình sẽ tiếp tục, mình sẽ đi được một mũi tăng rồi nha, là mình đã xong. Mình đi tiếp 1 2 3 4
Vậy cái chân đan thứ 5 này mình sẽ tăng 1 mũi. Rồi, tiếp tục mình đi. 1 2 3 4 5 6 7 và mình sẽ tăng 1 mũi tại đây. Rồi, tiếp tục 1 2 3 và mình sẽ tăng 1 mũi tại đây. Rồi. 1. Rồi, những cái mũi đang còn lại là mình cứ đi mũi xuống cho đến hết hàng nha mọi người nha. Rồi. Mình đã đi xong hàng thứ 7 thì nó sẽ được như thế này. Thì đến hàng thứ 8, cứ đến hàng chẵn á thì các bạn sẽ đan 3 mũi. 3 mũi đan đầu tiên là mũi lên. Và các mũi còn lại là mũi chẵn, mũi xuống. 3 mũi đầu hàng thứ 8 nè. 3 mũi đầu tiên là mũi lên. Nhưng mà cái mũi đầu tiên là mình không đan, mình chỉ đan 2 mũi tiếp theo thôi là mình được 3 mũi lên. Và những cái mũi còn lại là mình sẽ đi mũi xuống đến hết hàng. Rồi, kết thúc hàng thứ 8. Qua hàng thứ 9 mình đi tất cả các mũi đều là mũi xuống hết, mũi lên hết nha các bạn nha. Tới hàng thứ 9 tất cả đều là mũi lên. Mũi đầu tiên mình sẽ không đan. Thì tổng cộng cái số đan trong cái hàng thứ 9 này thì mà mình sẽ được 34 mũi. 34 mũi đan đó nha mọi người. Rồi,
Mình đã đi xong mũi thứ 9 và hàng thứ 10, thứ 11. Các hàng còn lại mình cũng đi tới tương tự luôn nha các bạn nha. Thì mình sẽ đi tới như cái này nè, nó sẽ có 1, 2, 3, 4, tới 5 hàng như thế này. Thì mình sẽ bắt đầu tạo một cái khuy. Thì các bạn chờ xí, mình đang xong rồi mình sẽ tới cái đoạn đó, mình sẽ quay video lại hướng dẫn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở đoạn tiếp theo nha các bạn nha. Rồi, khi mình đi được tới hàng thứ đây nè, thì chỗ này là cái khuy đúng không? Chỗ này là cái khuy. Thì mình đi được 2, mình tiếp nè, mình đếm cái mũi này nha, mình đi được 2, 4, 6. Mình đi được 6 cái hàng như thế này. Thì cái mũi cuối cùng, cái hàng cuối cùng, ba cái hàng cuối cùng đây là mình ba cái chân móc cuối cùng này nè. Cái hàng này là mình đi mũi lên đó. Thì mình đếm mình sẽ đi được 2, 4, 6. Thì bắt đầu mình sẽ giảm mũi nha. Bắt đầu mình sẽ tạo cái lỗ khuy nút nha mọi người nha. Đó, các bạn để ý thấy kỹ đúng không ạ? Đây là một cái lỗ. Và mình sẽ tính nè, 1, 2, 3, 4, 5 và cái thứ 6. Thì cái hàng thứ 7, cái hàng chỗ này là mình cái hàng mũi lên nha. Quay lại và mình bắt đầu tạo cái khuy. Mình móc, mình đang qua một cái, mình sang qua cái mũi đầu tiên là mình không có đan, mình sang kim qua mũi thứ 2 và mũi thứ 3, mình sẽ giảm thành một mũi đan. Hai cái mũi đan này mình sẽ giảm lại với nhau. Đó, mình sẽ bỏ này qua phía trước cho dễ nhìn. Mình sẽ đi như thế này, mình đâm kim qua chân móc thứ hai, cái chân đan thứ hai và cái chân đan thứ ba, mình sẽ khẩy qua cái lọ, cái chân đan thứ hai. Các bạn để ý nha, mình sẽ mũi đầu tiên, cái chân đan đầu tiên mình không đan, mình sang qua kim tay trái tay phải và tiếp tục mình sẽ tại cái chân đan thứ hai và chân đan thứ ba, mình sẽ đâm qua cái chân đan thứ ba thứ hai này và mình khẩy cái chân đan thứ ba qua. Đó, và mình rút kim bên tay trái ra thì nó sẽ được một cái mũi giảm. Và mình khi được một cái mũi giảm như thế này rồi thì mình trả nó lại cho cái kim đan bên tay trái. Thế là mình đã được một mũi giảm rồi đúng không? Thì tiếp theo mình đã giảm một mũi thì chỗ này buộc mình phải tăng một mũi. Thì mình sẽ bắt một mũi đan. Đó. Và tiếp tục mình đan là mình được 1 2 và tại cái mũi đan này nè. Là mình sẽ đi một mũi lên, mình sẽ đi mũi lên. Đó, tại cái mũi đan này mình sẽ đi mũi lên nha các bạn nha. Đó, là mình sẽ được cái lỗ cái chỗ này nè. Lát hồi mình làm cái mình bỏ cái nút vô. Và mũi thứ tư, từ mũi thứ tư cho đến các mũi còn lại mình sẽ đi mũi xuống để mình đi hết hàng cho các bạn xem nó sẽ như thế nào. Thì cái mũi đan xuống này mình đi theo kiểu của mình nha. Thường thường các bạn sẽ đi như thế này là nó đúng chuẩn quốc tế nha. Còn mình đi theo kiểu khác, theo đúng chuẩn quốc tế là các bạn đi như thế này là mũi xuống. Còn theo kiểu của mình là mình đi như thế này. Đó là kiểu của mình. Mình tiện cái nào thì mình đi cái đó cho nhanh, thao tác cho nhanh. Nhưng mà nó cũng ra một mũi xuống và một mũi lên bình thường thôi. Nè, kiểu chuẩn quốc tế nè. Đó. Hầu như ai cũng đi như thế này. Mà đi theo cái kiểu chuẩn quốc tế á, là các bạn sẽ
tạo ra những cái họa tiết được. Còn đan theo cái kiểu của mình thì chỉ đan trơn thôi. Đan trơn thì mới đi theo cái kiểu của mình được. Còn đan theo kiểu quốc tế thì mình sẽ tạo ra nhiều cái họa tiết nó dễ hơn. Rồi mình đi được hàng thứ 10 mấy ta? 9, 10, hàng thứ 10 à? Nói thì chỗ này ta đi theo hàng thứ 11 không? Nè. 2, 4, 6 thì tại hàng chỗ cái thứ 7 này nè. Đó, mình sẽ được một cái lỗ như thế này. Lát hồi mình làm gì ta? Cái khuy nút mình lòn nó vô đây để mình gài nút. Thì cứ như thế nha, cứ như thế các bạn lặp lại các mũi đan đến khi hết hàng mà mấy bạn có đi được 5, 2, 4, 2, 4, 6 thì các bạn nhớ chườm một cái lỗ như thế này để các bạn đan, để các bạn kết khuy thì nó sẽ dài. Các bạn làm một cái đoạn nó dài như thế này nè, đó. Các bạn đi đến khi nào các bạn đo vừa cái bé 1/8 của các bạn nha. Ví dụ như các bạn muốn nó dài mặc vô nó phủ cái chân tới đâu thì các bạn sẽ đan tiếp tục cho nó dài tới đó nha các bạn nha. Có thể là dài ra thêm thì tùy ý các bạn thôi. Thì đến cuối cùng thì các bạn đi cái mũi hạt bắp như thế này, giống y như ở phần trên cái nón ở chỗ này nè đó. Và các bạn kết hàng thì mình nghĩ là nó rất là dễ luôn nha, không có khó nha các bạn. Đó. Thì các bạn nhớ làm chừa khuy nút cho nó đều, cho nó đẹp nha. Ví dụ như chỗ này một khuy, chỗ này chia ra ba bốn cái khuy gì đó, nó đều hàng với nhau. Và đến các bạn làm đến khi cái độ dài mà các bạn mong muốn vừa với cái bé búp bê của các bạn. Và mỗi hàng cuối cùng, những cái hàng cuối cùng đây là mình sẽ đi 3 hàng nha. Mình sẽ chừa 3 hàng, nó giống y chang như cái phần nón á, cái phần kết nón ở đây nè, nó đi chang cái mũi này nè. Thì các bạn làm nó y chang như vậy nha các bạn. Mình nha. Làm hoàn thành thì sẽ được một cái túi ngủ như thế này công. Và mình sẽ kết nút cài lại và các bạn có thể trang trí lên trên cái túi ngủ thiêu hoa, bất cứ cái thứ gì lên vẫn được.